Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi tỵ trong tháng 3 âm lịch Đó. Và những nội dung mà Tử Thông sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính sau đây Thứ nhất, về tổng quan vận hạn của những người tuổi tỵ trong tháng 3 âm lịch Thứ hai, về sự nghiệp chi tiết của những người tuổi tuổi tỵ sẽ có những cái điều gì Đó. Và thứ ba là gì? Về tử vi tài lộc của những người tuổi tỵ Nội dung thứ tư là về phần tình duyên và gia đạo. Nội dung thứ năm là sức khỏe của những người tuổi Tỵ và thứ sáu là chúng ta sẽ kích hoạt tài lộc chi tiết cho từng người tuổi Tỵ. Vậy thì cái vận trình của những người tuổi Tỵ trong cái tháng 3 âm lịch sẽ ra sao? À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về tổng quan vận hạn của những người tuổi Tỵ trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024, nó là tháng tháng Mộ Thìn. À, thưa quý vị, à, những người tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch ấy thì có lâm quan nó nhập cục nó mang lại cho bản mệnh cái năng lượng dồi dào để thực hiện những cái gì và bản thân mình đang còn ấp ủ mong muốn. Nhưng nhìn chung ấy thì trong mọi việc thì các bạn vẫn phải tự lực cánh sinh, không được nhiều người giúp đỡ. Ở à, trong cái thời gian này thì những cái ý tưởng hay ho cũng sẽ giúp cho các bạn có những cái giây phút trao đổi bàn bạc về về những cái giá trị. À, tuy nhiên khi mà tiến hành vào thực tế thì bạn nên hành động độc lập, tự mình soi xét về cái vấn đề xem có nên tiếp tục hay là gì đổi hướng trước khi mà giao phó cho người khác nhìn chung ấy trong cái tháng ba âm lịch này thì những người tuổi tỵ nên chuẩn bị trước những cái công việc của mình có kế hoạch rõ ràng thì các bạn sẽ càng hạn chế được những rủi ro có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên cái con đường công danh sự nghiệp thêm nữa trong cái thời gian này cũng có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh nó mang đến cái vận trình tình cảm cực kỳ là rực rỡ cho những người tuổi tỵ tuy nhiên những người độc thân ấy, thì đôi khi cảm thấy bối rối khi mà không biết lựa chọn ai à, Trong khi đó, những người có đôi có cặp thì cũng nên thận trọng Phải tìm cách chống đỡ với những cám dỗ đang ập tới Và có nguy cơ cao ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình Thêm nữa, về khía cạnh sức khỏe Thì nói chung ý, trong thời gian này Những người tuổi tuổi tỵ cũng khá là ổn định về mặt sức khỏe không có gì đáng phải lo nghĩ nhiều Ai mà đang chữa bệnh thì cũng an tâm ở chữa bệnh, làm theo đúng những chỉ dẫn dẫn của thầy thuốc của bác sĩ thì cũng sẽ gì có được cái sức khỏe tốt trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là cái vận trình tổng quan của những người tuổi tỵ tiếp theo chúng ta cùng xét đến nội dung thứ hai đó là gì tử vi về sự nghiệp chi tiết của những người tuổi tỵ đó à, như quý vị đã biết ấy, trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 ấy, thì những người tuổi tỵ có tinh thần mạnh mẽ và sông sáo đây là tiền đề tốt cho cái thành công trong cái tương lai sự nhiệt tình này sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Nói chung ấy trong cái tháng 3 lịch này lại được thêm thiên ấn nó ghé thăm, nó còn khuyến khích những người tuổi tỵ nên tập trung vào cái khía cạnh sáng tạo. Đó mới là những cái việc mang đến cho bản mệnh những cái khoảng thời gian đầy cái niềm vui, đầy tiếng cười. Quý vị hãy chia sẻ những ý tưởng hay ho đó với mọi người xung quanh. À, tất nhiên là họ cũng sẽ rất vui và gì chúc mừng cho các bạn, khiến cho tinh thần của các bạn càng được tốt lành và từ đó cũng sẽ thu hút được nhiều cái tài lộc hơn. À, nói chung tháng 3 âm lịch thì đây cũng là lúc để những người tuổi Tỵ muốn thử thách mình với những cái điều mới lạ. Cái giai đoạn này các bạn đặc biệt còn nhiều có nhiều cái ý tưởng sáng tạo và cái năng lượng làm việc thì khá là dồi dào. Tuy nhiên, các bạn cũng nên dành thời gian để áp dụng các lý thuyết của mình vào cái thực tế để mang lại những cái lợi ích nhất định cho mọi người và cho cả xã hội nữa. À, nếu mà trước đây những người tuổi tỵ có xu hướng hành động quá là an toàn thì bây giờ nói chung ấy quý vị hãy thử thay đổi một chút xem miễn là các bạn biết đủ và biết dừng lại khi mà cần thiết à, không có đối thủ nào có thể kìm hãm được cái sự phát triển của những người tuổi tỵ trong thời gian này vậy nên để gia tăng thêm cái vận may trong cái vận trình sự nghiệp của mình ấy để giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị, dậu, xíu để được trợ mệnh ngộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ. À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái vận trình tài lộc của những người tuổi tỵ. Chi tiết sẽ ra sao? À, quý vị thân mến, nói chung ấy, trong tháng 3 âm lịch thì các chuyên gia tử vi học có nói trong số 12 con giáp thì tuổi Tỵ cũng là một trong những con giáp may mắn nhất nhì trong tháng 3 âm lịch. Với nhiều cái cát tinh nó vây quanh, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ vì phúc lộc của các bạn. Một số người còn thậm chí có cơ hội được nhận tiền thưởng hoặc là được tăng lương thăng chức. À, những người tuổi Tỵ hầu như là không phải chịu cái áp lực tài chính. Nhờ thế mà các bạn có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu sinh hoạt. Ngoài ra các bạn còn có thể dùng tiền của mình để giúp đỡ những cái người có hoàn cảnh khó khăn hơn xung quanh mình. Nói chung ấy, tháng 3 âm lịch này thì những người tuổi Tỵ có thể dễ dàng kiếm được thêm nhiều tiền nhờ kinh doanh, buôn bán, đầu tư đúng lúc, đúng chỗ. À, các bạn sẽ đoán được nhiều cái cơ hội tốt, chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực thì giàu sang chỉ là cái chuyện nằm trong tầm tay của những người tuổi Tỵ. Ngoài ra các bạn cũng cần phải cẩn trọng khi đưa ra những cái quyết định về tài chính, cố gắng nên gì dứt khoát hơn và tin tưởng hơn vào những phán đoán của mình. Vậy nên để bảo vệ tiền bạc của mình và giúp gia tăng thêm, giúp cho tiền để ra tiền thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là cái vận trình về tiền bạc tài lộc À, tiếp theo thứ tư chúng ta cùng xét về cái vận trình nhân duyên đó, à, tình duyên và gia đạo của những người tuổi tỵ à, thưa quý vị nói chung ấy, trong cái tháng 3 âm lịch này thì những người tuổi tỵ và những người bạn thân sẽ gì cùng nhau trải nghiệm những cái điều mới mẻ thú vị à, đừng bị bận rộn mà quý vị bỏ lỡ cái cơ hội như thế này à, chắc chắn các bạn sẽ có những kỷ niệm vô cùng là đáng nhớ bên mọi người thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để những người tuổi tỵ và một nửa kia ấy gì, làm sâu sắc thêm cái khía cạnh tình cảm, đồng thời cũng nâng tầm cái mối quan hệ thông qua cái sự thấu hiểu và đồng hành của các bạn. À, thêm nữa lại có đào hoa tinh chiếu mệnh là tin vui cho những người độc thân nhưng lại là thử thách đối với những người đã có đôi có cặp. Những người tuổi tỵ đang độc thân thì có thể gặp được một cái người đặc biệt hấp dẫn và cái mối quan hệ của các bạn cũng bắt đầu gì tăng lên nhanh chóng. Lời khuyên dành cho các bạn là nên cân nhắc thật kỹ lưỡng cái động cơ thực sự cũng như là cái tiềm năng phát triển lâu dài của đối phương. Bên cạnh đó, nhiều người tuổi tỵ đang có gia đình ý, nhưng mà vẫn khó khăn khi mà chống lại cái cám dỗ của những người khác giới luôn theo đuổi các bạn. Thậm chí có những người nữ giới thì còn gì sẵn sàng quay lại lưng với chồng để đi tìm cái hạnh phúc cho mình. Lời khuyên dành cho các bạn là đừng có tham bát và bỏ mâm, khiến cho bản thân sau này mất tất cả, hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình ý, và được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ à, thưa quý vị tiếp theo thứ năm chúng ta cùng xét về cái sức khỏe của những người tuổi tỵ trong cái tháng 3 lịch năm 2024. À, quý vị thân mến, nói chung ấy trong cái tháng 3 lịch thì cái sao tứ lục nó ngụ tại trung cung nhắc nhở những người tuổi tỵ cần phải lưu tâm đến cái sức khỏe của bản thân, đừng có chủ quan với bất cứ cái dấu hiệu nào bất thường trên cơ thể, nhất là ở cái khía cạnh tinh thần có thể đang bị nhiều người xem nhẹ đấy. À, khi mà quan tâm không đúng mực thì cái sự mệt mỏi chán nản cũng có thể gây ra thêm những cái rắc rối liên quan đến cái thể chất của những người tuổi tỵ trong thời gian này nói chung ấy chỉ cần các bạn thực sự yêu bản thân thì mới thì chú trọng đến cái lối sống lành mạnh và cân bằng à, như thế thì các bạn mới mong được tận hưởng một cái khoảng thời gian thoải mái với những người thân và với những người quan tâm đến mình nhất đó đó là về sức khỏe nội dung thứ sáu thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các phương pháp kích hoạt tài lộc cho những người tuổi tỵ à, bao gồm những người tuổi quý tỵ đinh tỵ kỷ tỵ tân tỵ và ất tỵ 1965 đó à, thưa quý vị đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi quý tỵ sinh năm 1900 quý tỵ 1953 đúng không ạ thì người này có ngũ hành là thủy nam thì gặp sao thủy diệu nữ gặp sao mộc đức nói chung ấy trong cái năm 2024 ấy, thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý về cái vận trình của mình nhá À, nói chung ấy, gặp cái sao thủy diệu và sao mộc đức đây cũng là một sao tốt trong thời gian này những người tuổi quý tỵ hãy thể hiện cái sự tin tưởng với bạn đời của mình ấy. bên cạnh đó quý vị cũng hãy gì tập trung chăm lo đến sức khỏe của mình nhiều hơn nhé à, và để gia tăng thêm cái may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi quý tỵ hãy chơi với những người tuổi quý lên độc tệ tí chơi những người tuổi tí à, như quý sao tố tàng có thể chơi với những người tuổi tí và tuổi mão để được quý nhân tương trợ giúp đỡ và thần tài ghé thăm Thứ hai là tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thì cũng có hành thuộc hỏa. Nam gặp sao Văn Hớn, nữ gặp sao La Hầu thì đây là hai sao xấu đúng không ạ? Vì thế mà những người tuổi Quý Tỵ nam mạng quý vị có thể dùng cái cái vật phẩm phong thủy là Minh Quan Pháp Bảo để gì để, để, hóa giải. Và nữ mệnh thì chúng ta sẽ dùng một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Thì đây là hai cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn của năm, giúp cho quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 để thỉnh cái vật phẩm nữa nhé. À, thưa quý vị, thì trong cái tháng 3 âm lịch thì những người tuổi, những người tuổi tỵ những cái mong đợi của gia chủ hoàn toàn có thể là gì? Sẽ trở thành hiện thực. Vậy nên quý vị hãy bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhất. À, bên cạnh đó thì quý vị có thể chơi với những người như là gì? À, ất tỵ ất thì mão tí thân, có thể chơi với những người mão tuổi tí và tuổi thân để gì để được thần tài trợ mệnh quý nhân tương trợ giúp đỡ mang lại cái may mắn tài lộc cho mình nhiều hơn À, tiếp theo là tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thì nam mạng là gặp sao mục đức nữ gặp sao thủy diệu nói chung ấy trong thời gian này thì những người tuổi tuổi đinh tỵ một ấy nhìn về phía những gì mà mình đã làm được à, nói chung ấy, gia chủ đã thành công và có thêm nhiều cái động lực nữa để phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi đinh tỵ đinh kỷ đến độc tại ngọ quý vị hãy chơi với những người tuổi ngọ đúng không ạ bính đinh chưa quý vị lấy người tuổi dậu tuổi thợ chơi những người tuổi ngọ tuổi dậu để cái gì để được thần tài quý nhân tương trợ giúp đỡ nhé. Tiếp theo, tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 thì có hay là mộc, nam gặp sao mộc đức và nữ gặp sao thủy diệu. À, trong thời gian này thì những người tuổi kỷ tỵ 1989 ấy kêu cao với người khác là cái vấn đề của mình không có lợi ích gì thì họ cũng không giúp đỡ cho bạn được. Toàn bộ các bạn phải tự lực cánh sinh và tự mình vươn lên trong cuộc sống. Và để kiếm được cái may mắn cho mình thì những người tuổi kỷ tỵ cũng hãy chơi với những người tuổi ngọ nhé tuổi ngọ, tuổi tí và tuổi thân nhé. À, tiếp theo, chúng ta xem tuổi tân Tỵ sinh năm 2001. Thưa quý vị, những người tuổi tân Tỵ sinh năm 2001 có ngũ hành là kim, nam gặp sao văn hớn và nữ gặp sao la hầu. Trong thời gian này thì nhất định không được thất hứa vì nó sẽ làm cho các bạn không còn uy tín trong mắt người khác nữa. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì quý vị nên chơi với những quý nhân và thần tài. Quý nhân của những người tuổi tân Tỵ đúng không? tân lấy độc tại dậu thì hãy chơi những người tuổi dậu lấy ngọ và dần làm quý nhân đó quý vị chơi ba người đó thì sẽ có được cái may mắn đến với mình à, quý vị thân mến như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi tỵ trong tháng 3 âm lịch năm 2024 năm giáp thìn à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn